mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Bệnh của Văn Lai. Tại một bệnh viện huyện nọ ở Thái Lan, bác sĩ viện trưởng kim thường vụ chuyên khoa, kim cầm dao mổ. Lần nọ, viện trưởng kể lại câu chuyện lạ lùng về một ca mổ khiến người tỉnh giác phát tâm hướng thiện. Viện trưởng nói: từ hồi tôi làm bác sĩ tới giờ, chưa từng gặp qua, cũng chưa từng trị qua loại bệnh kỳ lạ này. Người bị bệnh kỳ lạ đó trong vòng 3 năm thì bị mổ hết 5 lần, và mỗi lần nghiêm trọng hơn. Cuối cùng thì ngay cả tay chân đều phải bị cưa bỏ, biến thành người tàn tật, còn một tay một chân. Vì bệnh lạ này tên là Văn Lai. Một lần nọ anh bị ba ba cắn vào tai làm bị thương ngón út. Mới đầu đến bệnh viện chỉ rịch thuốc cầm máu, cho là không có việc gì. Nhưng nửa tháng sau, nơi đốt ngón tay bị thương bắt đầu viêm, sưng phù, đau đớn. Bác sĩ kiểm tra xong chuẩn đoán là vi khuẩn độc ăn tới xương, cần cắt bỏ ngón út để tránh độc lây lan làm hại tính mạng. Thế là cắt đi, còn lại 9 ngón tay. Chưa được nửa năm, Văn Lai ra biển du ngoạn. Thật không may là bị một con ba ba cắn bị thương ngón chân út. Mấy ngày sau chân phát viêm, sưng đau, lại đến y viện chụp X-quang thì phát hiện độc lan tới xương, phải cắt bỏ ngón chân út để được an toàn. Thời gian chưa được một năm, ngón tay út và chân út đồng phát viêm, sưng đau. Văn Lai lại đến y viện xin khám chụp X-quang. Ôi, không được rồi, lần này độc có khả năng hình thành ung bú, cần cắt bỏ bàn tay và bàn chân đi. Người bệnh đồng ý tiến hành phẫu thuật. Văn Lai gặp bất hạnh, nhiều người đều xôn xao bàn tán, nó quá lạ kỳ. Thế nhưng việc kỳ hơn nữa lại nối đuôi nhau xảy đến. Nguyên là một ngày nọ, con trai của người quen Thế Phát làm tu sĩ, Văn Lai theo mọi người tham dự lễ xuất gia. Bởi vì lễ Thế Phát ở Thái Lan thường cử hành lúc 4-5 giờ sáng, cho nên người tham dự phải đến ngủ lại tại chùa cho tiện bề dự lễ. Họ cùng ngủ chung trong điện Phật, có đến khoảng 4-50 người, nhưng xui xẻo lại dán ngay trên mình Văn Lai. Có một con chuột trong mấy mươi người đang say giấc nồng đó, nó lại nhè ngay vết thương nơi cái chân bị cưa của Văn Lai mà cắn cho một phát. Văn Lai đau quá hét to và rên rỉ, làm kinh động cả đám người đang ngủ. Mặc dù chuột chỉ cắn một chút ngoài da, làm chảy ra một tí xíu máu, nhưng mọi người bắt đầu bàn tán. Họ nói chuột chỉ cắn nhân vật không có mạng sống. Ai mà ngẫu nhiên bị chuột cắn, chứng minh người đó chỉ là một cái thây không có linh hồn, cho nên con chuột mới dám cắn họ. Mọi người bàn tán trời, khiến Văn Lai thêm hoảng kinh, bất an. Anh thầm nghĩ, có lẽ mình không còn sống lâu nữa. Mặc dù có người an ủi anh chẳng nên mê tín như vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy mạng sống đang bị uy hiếp. Hơn nữa, ở chỗ hai vết thương bị cưa nơi tay và chân cứ âm ỉ, ngứa đau mãi. Thế là Văn Lai bèn tới y viện khám. Bác sĩ kiểm tra tỉ mỉ nói: không xong rồi, phim chụp X-quang hiển thị có hai chỗ vết thương đều bị độc cũ lan đến xương, giống như lần trước ung bú đã lây lan rất xa. Nếu không cắt cánh tay và ống chân thì không được, vậy là lại phải cắt bỏ tay tính từ khuỷu cánh tay trở xuống, và chân cắt từ đầu gối trở xuống. Trong vòng 3 năm, chỉ mình Văn Lai thôi mà bác sĩ phải khai đao động thủ đến 5 lần. Bác sĩ viện trưởng, người đứng mổ cho bệnh nhân, nghĩ rằng ngày trước ác anh có làm chuyện gì kỳ quái, bèn đặc biệt sưu tập điều tra về lý lịch, thân thế Văn Lai. Và cuối cùng bác sĩ biết được rốt ráo như sau: Văn Lai 43 tuổi, làm nghề nông, kiêm công nhân xây dựng. Bình thường tính ưa uống rượu, ưa ăn cá sông, đặc biệt thích ăn các loài rùa, ba ba, vân vân. Văn Lai nghe người ta nói nếu như ai ăn từ 10 đến 20 con ba ba thì suốt đời không bị phong thấp hay bệnh thời tiết gì nữa, lại còn được nhuận âm bổ dương. Vì vậy mà anh thường ăn ba ba xào ớt. Phối hợp với một bình rượu trắng,
Văn Lai tha hồ hưởng thụ cho sướng điện. Suốt 20 năm nay anh đều ăn như thế, ăn không biết ngán. Một hôm Văn Lai ra chợ mua một cụ ba ba to khủng, nặng tới 10 mấy ký. Anh mừng như bắt được vàng. Cụ quý hiếm này tất nhiên là không thể ăn một lần mà hết ngay được, phải cắt làm sao để có thể hưởng thụ dần mà không cần phải bỏ vào ngăn đá bảo quản. Thế là Văn Lai đã nghĩ ra phương pháp tuyệt diệu, cắt ba ba ra ăn dần. Bởi vì rùa và ba ba có loài tuổi thọ cao, giỏi chịu đựng nên sống rất lâu, khó mà chết ngay được nếu như nhốt nó không cho ăn. Thông thường nó vẫn có thể sống đến nửa năm. Phương pháp ẩm thực tuyệt chiêu của Văn Lai là nếu hôm nay ăn bao nhiêu thịt thì chỉ cắt bấy nhiêu, sau đó quẹt vôi lên chỗ thịt vừa cắt để cầm máu. Như thế con ba ba này có thể để ăn dần đến 10 ngày hay nửa tháng mà nó vẫn còn sống. Cuối cùng thì cắt đầu nó ăn hết. Từ hôm Văn Lai nghĩ ra cách ăn mới mẻ và thực hiện thành công rồi thì kể từ đó cứ y theo cách này mà hành sự, và anh đã ăn không biết bao nhiêu con ba ba rồi. Có người tốt bụng nhắc nhở anh, thủ đoạn này quá máu lạnh và tàn nhẫn, quá vô lương tâm, sẽ bị ác báo. Nhưng anh bất kể, chỉ cần có thịt ba ba tươi ngon là đủ. Cho đến lúc thân thể của anh bị cắt, cưa ra từng kỳ, nếm trải mùi vị đó, anh mới biết đây là báo ứng hiện đời đang giáng xuống thân mình. Nhưng có hối cũng muộn màng. Bác sĩ viện trưởng gom tư liệu sưu tập được, xem tỉ mỉ, rồi viết ra câu kết luận. Y học vô phương giải thích những câu chuyện báo ứng nhân quả có thật như vậy. Ha ha ha, 问什么的说